tiêu của cái bài này là chúng ta hiểu được cách định nghĩa của thai nhỏ và trưởng thai, và thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Và chúng ta biết cách theo dõi và xử trí thai nhỏ và trưởng thai, xử trí lúc nào là phù hợp để đem ra em bé nó không phải là một em bé non tháng, hoặc là không phải một em bé mà nó vừa suy dinh dưỡng vừa non tháng nha. Và em bé đó nó không phải là đợi theo dõi mà đợi đến khi nó chết trong tử cung chúng ta mới đem ra thì chuyện nó không được. Cho nên chúng ta phải biết cách theo dõi và xử trí thai nhỏ tử thai và thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung này là cái bây giờ là nghĩa là nói chung là nó rất là nhiều cái vấn đề để chúng ta nói và làm sao chúng ta theo dõi được. Bây giờ nó có những cái thuật ngữ để chúng ta phân biệt, tại vì thai nhỏ hơn tử thai là cái thai bình thường, tức nghĩa là tại vì cha mẹ nhỏ con cho nên con nhỏ con, chứ không phải là một thai nó bị suy dưỡng, thấy không? Em bé trong thời gian từ lúc có thai cho đến lúc sanh ra nó cứ nhỏ 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 nhỏ, lúc nào cũng nhỏ nhưng mà nó cứ phát triển đều đặn, chứ nó không phải không lúc nào nó dừng phát triển lại. Cho nên trong những trường hợp này chúng ta cần thiết phải có một cái vẽ một cái biểu đồ theo dõi sự tăng trưởng của em bé. Người ta gọi là thai, nó có những cái từ thai tăng trưởng giới hạn, hay là cho nên các chị sẽ nhìn thấy những cái chữ này người ta ghi, hoặc là thai chậm tăng trưởng trong tử cung ha, hoặc là thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì cái thai tăng trưởng giới hạn và cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung nó gần nó giống với nhau. Còn cái thai mà nhỏ hơn tuổi thai thì là cái thai này là tại vì cái thai nó nhỏ chứ không phải là nó bị suy dinh dưỡng. Nhưng mà người ta nói, người ta định nghĩa là thai nhỏ hơn so với tuổi thai là thai được sinh ra đủ tháng, đủ tháng với trọng lượng khi sanh nhỏ hơn bách phân huyệt thứ 10, tức là nó nhỏ hồi nãy nói con nhỏ 2,5 kg đó, nhỏ hơn bách phân huyệt thứ 10. Còn thai mà nhỏ hơn so với tuổi thai nó nặng là thai được sinh ra với trọng lượng khi sanh hay chu vi vòng bụng nhỏ hơn bách phân huyệt thứ 3, tức là nặng đó. Còn bây giờ thường thường có tùy theo tác giả người ta chia ra bách phân huyệt thứ 3, bách phân huyệt thứ 5, bách phân huyệt thứ 10, bách phân huyệt thứ 90, 90 thì tương đương với lại 10, bách phân huyệt thứ 5 thì tương đương với bách phân huyệt thứ 95, và bách phân huyệt thứ 97 tương đương với bách phân huyệt thứ 3 ha. Hai cái đó để nó chẳng một bách phân huyệt là 100%. Thành ra tùy theo tác giả người ta định nghĩa mà người ta sẽ cho nó để suy dưỡng lúc nào. Nhưng mà nói chung thì nhiều người thống nhất với lại nhỏ hơn bách phân huyệt thứ 10 là coi như là em bé nó đã nhỏ. Và còn cái bách phân huyệt thứ 3 này là nó suy nặng này, nó nhỏ nên rất là nặng rồi. Rồi bây giờ cũng là cái hình hồi nãy chúng ta thấy nè, bây giờ các chị nhìn thấy đây là cái đường bách phân huyệt thứ 10 và đây là đường bách phân huyệt thứ 90. Nếu vượt hơn trên cái đường bách phân huyệt thứ 90 thì là con to, nếu nhỏ hơn cái đường ở bách phân huyệt thứ 10 dưới này thì nó là thai nhỏ hoặc là thai chậm triển. Thì bây giờ cái khoảng em bé nó sẽ phát triển trong khoảng này, thì trong cái khoảng này nó có một cái đường là 50 bách phân huyệt thứ 50, tức là bách phân huyệt, nghĩa là em bé sao nó phải ở trên chung quanh cái đường đó thì nó sẽ tốt ha. Rồi đây thế thì những cái nguyên nhân để gây nên cái tình trạng mà thai mà nó nhỏ, thai chậm triển, bây giờ chúng ta đi vô là thai chậm triển, tức là thai bệnh lý nha. Thì như vậy là nguyên nhân thứ nhất là do bà mẹ, nguyên nhân thứ hai là có thể do thai, và nguyên nhân thứ ba có thể là do đánh nhau. Ba cái nguyên nhân này nó có những con nguyên nhân chung. Thì nguyên nhân cho mẹ có thể là bệnh cao huyết áp, tiền sản giật hoặc là sản giật, hoặc là một cái bệnh lý mãn tính hay là suy dinh dưỡng hoặc là tiểu đường. Mẹ có thể bị thiếu máu, và nhưng mà có những trường hợp thấy nó nhỏ nhưng mà mình người ta không tìm ra được nguyên nhân. Cái thứ hai là nguyên nhân do phôi thai. Thì trong cái nguyên nhân do phôi thai này nó có tình trạng là rối loạn nhiễm sắc thể, mà rối loạn nhiễm sắc thể thì nó đưa đến những tình trạng là dị tật cái thai bẩm sinh của thai nhi nha. Rồi và các hội chứng do gen, hoặc là các bất thường bẩm sinh của thai nhi. Bây giờ do nhau do thứ nhất do suy chức năng bánh nhau, cho nên cái sự nuôi dưỡng em bé nó sự trao đổi của bánh nhau nó không được tốt, thành ra em bé không được nuôi dưỡng tốt. Do bất thường ở tử cung hoặc là nhau bám màng,
Còn một cái nguyên nhân nữa là do cái nguyên nhân ở bên ngoài, ví dụ như là cái này là do nhiễm thêm, là do bà mẹ hút thuốc và uống hút thuốc lá và uống rượu, hoặc là nhiễm trùng ở trong 3 tháng đầu tiên thai kỳ. Như là tôi nói hồi sáng tôi nói là cái bệnh tật là tiêu cái tóc sơn gasmo nè, rubella nè, rồi citomegalovirus nè, hạt bét, hay là những cái chuyện này ha, và hoặc là thủy đậu. Thì cái mà cái nhiễm trùng của cái những cái bệnh lý này nó rất là nhiều cái bất thường xảy ra cho em bé. Bây giờ về hai chậm tăng trưởng trong tử cung thì người ta chia ra là hai loại. Nó chậm tăng trưởng cân xứng, tại vì mình muốn biết cái trọng lượng em bé thì mình phải làm theo dõi bằng siêu âm, bằng đo các kích thước của em bé, kích thước đường kính lưỡng đỉnh, chiều dài xương đùi, đường kính ngang bụng và chu vi bụng. Thì vào những cái kích thước đó người ta sẽ tính ra trọng lượng của thai nhi, và thì người ta thấy rằng nó cân xứng, có nghĩa là tất cả các số đo về đường kính, rồi về sinh học, đường kính lưỡng đỉnh, xương đùi hay là chu vi bụng đều nhỏ hết, không có cái nào lớn hết. À, và thường thường những cái nguyên nhân này là do cái rối loạn di truyền hoặc là nhiễm trùng. Còn có những trường hợp khác là thai chậm phát triển không cân xứng. Không cân xứng có nghĩa là đường kính lưỡng đỉnh và chiều dài xương đùi phát triển bình thường, nhưng cái đường kính ngang bụng hoặc chu vi bụng nó không có phát triển cân xứng, nó nhỏ hơn cái đường kính chuẩn theo cái biểu đồ. Thì thường thường các anh chị để đánh giá trọng lượng thì các anh chị thấy là những người nào mập thì thường thường bụng to, em bé cũng vậy, em bé nó lớn cân thì các anh chị sẽ đo cái trọng lượng nó sẽ to. Và thường người ta thống kê là tuổi thai từ 30 cho đến 32 tuần, đầu tiên ở dưới tuổi thai 30 tuần thì cái đường kính lưỡng đỉnh sẽ lớn hơn cái chu vi bụng hoặc là đường kính ngang bụng. Nhưng mà từ 30 đến 32 tuổi nếu phát triển bình thường thì hai cái đường kính nó giao nhau, tức là kích thước nó gần tương đương nhau. Và sau 32 tuần thì cái chu vi bụng nó sẽ vượt lên hơn so với đường kính lưỡng đỉnh. Thí dụ như nói 20 tuần thì cái đường, tôi thí dụ hơi ngang số, thí dụ hơi giống hơi là chính xác. Thí dụ như đường kính lưỡng đỉnh là 52 thì cái chu vi bụng hoặc là cái đường kính ngang bụng á, thì nó khoảng chừng 48 hoặc 46, có nghĩa là nó nhỏ hơn cái đường kính lưỡng đỉnh. Nhưng ở thời điểm là 30 đến 32 tuần thì cái đường kính lưỡng đỉnh là 81, thì cái đường kính chu vi, đường kính ngang bụng nó cũng là 81, tức là nó bằng nhau, hai cái đó nó phát triển nó bằng nhau. Sau 32 tuần thì bắt đầu đường kính lưỡng đỉnh là 84, thì chu vi bụng ở cái đường kính ngang bụng thì là 86 87, tới chừng 38 tuần thì đường kính lưỡng đỉnh nó là 90, thì cái đường kính ngang bụng, nói đường kính ngang bụng thì nó khoảng chừng 97 hoặc 100. Thì thấy rõ ràng là khi mà cái thai nó càng lớn thì cái bụng nó sẽ phát triển nhanh hơn. Thì như vậy là nếu như nó nằm trong cái khoảng bình thường giữa bách phân vị thứ 10 và 90 thì coi như nó phát triển bình thường. Tuy nhiên không có nghĩa là nó nằm ở chỗ đó là nó bình thường, mà nó còn có những cái bất thường mình cần phải theo dõi tiếp đây. Thì như vậy thì sao? Cái chu vi cái không tương xứng có nghĩa là cái chu vi bụng nó giảm, chỉ có một cái đường kính nó giảm thôi, còn những cái đường kính khác nó vẫn phát triển bình thường. Và cái nguyên nhân này nó không có liên quan đến cái nguyên nhân nhiễm sắc thể, nó không có về ảnh sinh. Thì bây giờ để chẩn đoán một cái thai kém phát triển, người ta dựa vào thứ nhất là trọng lượng thai nhi, thứ hai là cái đường ối, và thứ ba là siêu âm nấc đơ. Cái phần siêu âm nấc đơ là cái phần rất quan trọng, thành ra cho nên nó có một cái bài riêng mà các em đã học vừa bên thầy trọng rồi đó. Cái bài đó các em về các em phải đọc rất kỹ, và bây giờ để đánh giá cái thai kém phát triển mà để tiên lượng nó tốt hay không tốt là phải cần phải đọc lên, và tùy theo cái giai đoạn tuổi thai mà chúng ta sẽ làm, hoặc là cái đốt đơ động mạch rốn, động mạch tử cung hay động mạch rốn,
hay là động mạch não giữa, hay là cái Doppler của ống tĩnh mạch, nó tùy theo cái giai đoạn tuổi thai và tùy theo cái tình trạng theo dõi đó mà chúng ta sẽ cho cái quyết định làm cái Doppler nào. Dĩ nhiên hai cái phần này cũng quan trọng để phát hiện trước cái chuyện mà thai nó nhỏ rồi chúng ta mới bắt đầu ta làm Doppler, chứ nếu Doppler là chỉ làm nên cho những trường hợp là những cái thai kỳ có nguy cơ thì chúng ta nghi ngờ, còn nếu chúng ta không nghi ngờ chúng ta có thể theo dõi bình thường cũng được, chưa cần thiết phải làm Doppler. Tại vì cái Doppler nó có giá trị đánh giá tiên lượng cái sức khỏe em bé nhiều hơn. Các thông tin về tuổi thai phải xác định rõ ràng, và cái số liệu mà để mình tính tuổi thai đó mình phải tính trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Như tôi nói các anh chị này, biết được cái tuổi thai chính xác thì chúng ta mới được vẽ được cái biểu đồ chính xác, chứ nếu chúng ta không biết được tuổi thai này thì chúng ta không có vẽ biểu đồ được, và chúng ta cũng không thể theo dõi cái thai. Không biết được cái bản chuẩn của người ta là bao nhiêu thì làm sao mình theo dõi được nha. Và cho nên chúng ta phải có cái biểu đồ để theo, biểu đồ tăng trưởng để theo dõi cái sự phát triển của thai nhi. Và cái biểu đồ đó nó phải phù hợp với một dân số nhất định. Ở đây, tại vì ở Việt Nam mình không có cái biểu đồ chuẩn, cho nên tôi phải lấy cái biểu đồ của ông Hedlock là để mà tính ra. Nhưng mà nếu tính cái biểu đồ ông Hedlock thì là trọng lượng thai nó sẽ lớn hơn trọng lượng của con Việt Nam. Nhưng mà dù sao đi nữa, mình có một cái biểu đồ thì mình vẫn có thể theo dõi được cho nó tốt. Thật ra các anh chị nhắc nhắc chỗ này, biểu đồ đó phải ở một dân số phù hợp, tức là của người Việt Nam thì tính thì nó sẽ đỡ hơn là mình tính so sánh với nước ngoài. Mình thấy ôi sao con mình nhỏ quá, nhưng thật sự không phải con mình nhỏ, mà là chính vì vậy cho nên mình đã có từng cái biểu đồ theo dõi. Bây giờ về trọng lượng thai thì chúng ta sẽ ước tính qua các số đo kích thước của thai đã được tính đường đỉnh chiều dài xương đùi, đường kính đường đỉnh và chiều dài xương đùi, không tính được tuổi thai. Phải có chu kỳ dòng bụng hoặc đường kính ngang bụng thì mới tính được tuổi thai nha. Và ở một thời điểm nào đó mà chúng ta ghi nhận cái thời điểm đây, bây giờ 20 tuần đó là khoảng này đó chúng ta, tại bây giờ máy đều có chương trình đó. Bây giờ khi mà cái chị lật ra thì như vậy là cái đường kính đường đỉnh này nó phát triển vào bắt phân vị thứ mấy, chia xương đùi phát triển ở bắt phân vị thứ mấy, và cái đường kính ngang bụng hoặc là chu kỳ dòng bụng nó phát triển ở cái bắt phân vị thứ mấy. Sau khi tổng hợp ba số liệu đó nó mới tính ra cái trọng lượng, nó có công thức, nó tính ra cái trọng lượng của em bé, và cái trọng lượng em bé này nó phát triển ở bắt phân vị thứ mấy thì chúng ta sẽ biết được ha. Và một lần chúng ta đo, chúng ta không tính được cái sự phát triển của thai chậm phát triển hay không, mà chúng ta cần phải lặp lại nhiều lần rồi chúng ta sẽ vẽ đường biểu diễn đó thì chúng ta mới biết được. Ví dụ như bây giờ ở người ta sẽ làm như ở tam giác hồi thứ hai thì người ta mỗi xem mỗi bốn tuần một lần, tức là mỗi tháng thôi. Nhưng mà ở cái tam giác hồi thứ hai thứ ba thì là mỗi hai tuần người ta sẽ theo dõi một lần. Và bây giờ các chị nhìn đây, đây là bản biểu đồ tăng trưởng của tính thao hết lớp. Thì như vậy các anh chị nhìn nè, à, ổng vẽ đây là cái biểu đồ tăng trưởng của đường kính lưỡng đỉnh ha. Và cái đây các anh chị nhìn đây, ổng tính như vậy là cái này là hình như là bắt phân vị thứ hai, tức là 98%. Thì cái đường ở giữa này là 50, là các con người con vị thứ 50 anh chị ạ, à, ba thì là 97 thì cái trục tung nó là cái kích thước của số đo của đường kính lưng đỉnh, còn cái trục quanh thì đây là cái điểm cái thời gian là cái tuổi thai là bao nhiêu tuần. Thì tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ em bé nó ở tuổi thai là 22 tuần là đây không, nó thì nó tương đương với đường kính lưỡng đỉnh là khoảng 52, đúng chưa, là mức độ như vậy. Thì mình có cái số đo 52 ở tuổi thai 20 tuần thì tương đương với đài bắt phân vị thứ 50, đúng chưa. Bây giờ mình vẽ cái bảng này, đây là 50 đúng không. Bây giờ 22 tuần về tới 26 tuần này, 26 tuần thì các anh chị nhìn thấy 26 tuần là đây,
thì vẽ lên cái đường biểu diễn nó nằm đây. À, 26 tuần thì như vậy nó khoảng 62 bách phương, 62 nếu là nó bách phương vị thứ thứ 50 thì coi như em bé phát triển trung bình. Nhưng mà nếu giả sử như tới 32 tuần thì ở đây thấy là cái này nó phát triển, nó đang phát triển bình thường. Ví dụ như bây giờ nó là 32 tuần thì trên nguyên tắc là cái đường biểu diễn nó phải là 82, thấy không? Tôi người lại tôi nói 82 phải không? 82 mm là trung bình. Nhưng mà cái này nó đo được khoảng chừng 75 thôi. Thì như vậy nó nằm ở dưới cái đường bách phân vị thứ 50. Nhưng mà nó vẫn ở trong cái khoảng trung bình. Đúng không? Tức là nó từ cái khoảng từ bách phân vị thứ 3 đến bách phân vị thứ 70 chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì bây giờ tôi vẽ cái đường như thế này. Thì tôi thấy rằng bây giờ là nó bắt đầu nó có một cái biểu hiện là cái thai nó bắt đầu nó tăng trưởng chậm đi. Nếu như một lần nữa thì tôi 32 thì tôi 34 tuần 2 tuần đi, thì tôi bây giờ tôi đo nó, bây giờ tôi thấy là nó cũng tăng lên. Nó hồi nãy là nó 78 thì chị đó, bây giờ tăng lên 80. Nhưng mà nó vẽ nó cũng ở dưới cái mức của cái bách phân vị thứ 50, mặc dù nó ở trong cái khoảng trung bình, nhưng mà ở đây thai đã bắt đầu biểu hiện chậm tăng trưởng. Anh chị thấy không? Nó không, nó mặc dù nó trong cái khoảng cho phép, nhưng mà so với những từng phần của thời điểm thì nó bắt đầu nó giảm. Hồi xưa nó lên 50, 60 thì bây giờ nó có hai, nó có khoảng chừng 30 hoặc là 40 thôi. Thì như vậy anh chị bắt liền chỗ này là em bé bắt đầu nó có biểu hiện cái chậm tăng trưởng. Cũng như vậy, cái đường biểu diễn này thì các anh chị thấy là nó bình thường là nó khoảng, ví dụ như là khoảng 24 tuần thì cái chiều dài xương đùi nó phải là 40, ví dụ chẳng hạn như vậy. Thì nó, hoặc là tôi đo thêm thì hai lần nữa tôi thấy nó bắt đầu 40, xong rồi nó ở dưới mức độ dưới 50, ở đây mức độ dưới 30. Thì như vậy là em bé đang ở trong giai đoạn chậm phát triển. Cho nên mặc dù nó ở trong cái khoảng là bình thường, nhưng mà so với từng cá nhân khi mình đo như thế này, mình vẫn thấy mình có người viên, mình thấy bây giờ bé đã phát triển. Thì giống như vậy, cái đường kính ngang bụng hay là cái chu vi bụng cũng vậy, chúng ta sẽ theo dõi nhiều, tức là nhiều thời điểm mà chúng ta phải vẽ một cái đường biểu diễn để chúng ta xem coi nó phát triển như thế nào. Còn nếu như ví dụ như chẳng hạn như vậy, một em bé bây giờ đo, mình đo cái số đo nó 10, ví dụ như là 18 tuần, nó ở cái mức độ thấp như này là nó dưới 50%, đúng không? Nó khoảng chừng 20 mm là cho đường kính xương đùi. Xong rồi lần thứ hai nó cũng ở cái đường phía dưới này, nó là 24 tuần nó cũng ở cái đường dưới này. Rồi tới tuần thứ 28 nó cũng ở đường này, thì cái thai này nó có chậm tăng trưởng không? Có không? Nó nhỏ, nhưng không phải nó chậm tăng trưởng, mà nó vẫn tăng trưởng. Thì mình không có nói nó chậm tăng trưởng được, tại vì cái biểu hiện của nó lần nào thì nó cũng tăng, nhưng mà tăng ở dưới cái mức đó. Thì đây là một trường hợp thai nhỏ, chứ không phải là thai chậm tăng trưởng. Các anh chị lưu ý chỗ đó, thấy không? Mặc dù nó ở dưới đó, nhưng mà lần nào mình thấy nó tăng. Chừng nào á, ví dụ như bây giờ nó là ở đây, ví dụ như nó là 10, mà từ lần sau nó vượt qua khỏi cái đường này, lần sau vượt qua đường này nữa tới xuống này, thì như vậy nó là chậm tăng trưởng. Các chị đã lưu ý rồi. Cho nên muốn biết một em bé có chậm tăng trưởng hay không, mình phải có một cái biểu đồ, và cái biểu đồ đó được theo dõi nhiều lần trong thai kỳ, và chúng ta sẽ nối đường biểu diễn đó, coi nó ở cái sự phát triển của thai đó nó có bị ngưng trệ từ thời điểm nào. Và nếu giả sử như bắt đầu thấy ngưng trệ thì sao, chúng ta sẽ cho nó làm cái gọi là Doppler. Tại vì Doppler sẽ đánh giá và tiên lượng được cái sự bất thường của thai nhi, nó suy dinh dưỡng ở đây, nó mới bắt đầu suy dinh dưỡng, là nó nguyên nhân của nó là gì.
Rồi, đây là cái đường biểu diễn của cái chu vi của bồ bồ ha. Thì nó cũng có khoảng này, những đường biểu diễn thì giống nhau hết. Và đây đây là cái trọng lượng của thai cũng chừng bao nhiêu, thì tính như 10% với lại 90%. Nếu nó ở trong khoảng này thì là nó bình thường nha. Đây, ngoài cái số đo kích thước đó, chúng ta lưu ý đến một điểm là nước ối quan trọng. Thường thường thai chậm tăng trưởng thì ối nó giảm, hết 90% như vậy thì sau 20 tuần thận là cái cơ quan chính tạo ra nước ối, và khi thai mà thiếu oxy thì nó có sự tái phân bố tuần hoàn máu trên đến thận giảm đi, và lượng nước tiểu tạo ra nó sẽ bị giảm. Và nếu mà lượng nước tiểu nó giảm thì cái lượng nước nó sẽ giảm. Đây là dấu hiệu báo động sớm nhất cho cái thai chậm tăng trưởng. Nếu thấy nước ối giảm là mình bắt đầu mình phải lưu ý ha. Và cái khi mà bà sao mình biết nước ối giảm thì trên siêu âm người ta sẽ đánh giá siêu âm. Người ta có nhiều cách đánh giá, người ta có thể đo khoang ối lớn nhất, người ta đo theo chiều sâu của túi ối, hoặc nếu như cái túi ối đó nó nhỏ hơn 2 cm thì người ta gọi là kiểu ối, và từ 2 đến 8 cm thì là bình thường, còn lớn hơn 8 cm thì là một đau ối. Ngoài cái đo một cái khoang ối lớn nhất này, người ta còn đây, cái này là đo theo cái khoang ối sâu nhất ha, lớn nhất. Nếu như cái này chắc chắn, nếu mà đo theo cái đường này thì chúng ta thấy là cái, trong trường hợp này không có bị thiếu ối, tại cái lượng ối rất là nhiều ha. Rồi, ngoài cái đó người ta đo mà các chị thường hay gặp nhất và nên thấy là đo chỉ số ối bằng cái tên là AFI, đúng không? AFI thì với AFI là như làm thế nào? Người ta sẽ chia cái buồng tử cung ra làm 4 cái ổ như thế này, và người ta sẽ đo mỗi một khoang ối ở trong một cái vùng như thế này. Sau đó người ta sẽ cộng lại. Ví dụ như đây người ta đo cái vùng này, rồi xong người ta đo cái vùng bên đây, xong người ta đo vùng này, tất cả người ta cộng lại. Cộng lại để người ta lấy cái chỉ số của nó. Và người ta thấy rằng khi mà cái lượng nước ối em thấy bình thường thì nó lớn, nhưng mà gần tới ngày thì nó sẽ bắt đầu cái lượng ối nó sẽ giảm. Giảm ở bình thường nó cũng sẽ có cái đường bình thường trong cái biểu đồ này. Và cái này là 97 và 3 là 97 và 3 cm. Như vậy thì nếu ở trong cái khoảng này thì gọi là bình thường, mà nếu lớn hơn khoảng này thì là đa ối, mà nếu nhỏ hơn khoảng này thì là thiểu ối. Thiểu ối nó nguy hiểm hơn đa ối rất nhiều ha. Là tại vì thiểu ối thì có kèm theo thai chậm phát triển và có kèm theo suy thai. Đây, người ta đo cái thiểu ối thì nó là một cái triệu chứng thôi, chứ nó không phải là một cái nguyên nhân để gây cái thai mà thai chậm phát triển. Và nếu ai đi nhỏ hơn 5 thì người ta coi là báo động của triệu ối này, là ối nó giảm nhiều, cái tần suất mỗi thai rất là cao. Còn nếu như chỉ số IV nó nhỏ hơn 7 thì như vậy thì nó còn có thể theo dõi được nha. Còn nếu mà nó nhỏ hơn 5 là cũng có mình thôi. Và người ta không dựa đơn thuần vào cái chỉ số ối, nó ối ít rồi để người ta quyết định chấm dứt thai kỳ của thai này. Tại vì có những trường hợp mà theo dõi ối có 5, có 7 mà người ta theo dõi luôn liên tiếp bao nhiêu tuần nữa. Nếu như nó đánh giá theo cái lên thì không có. Rồi, bây giờ người ta mới làm cái đớp lơ động mạch để động mạch. Thì trong cái đớp lơ động mạch chúng ta có hoặc là đớp lơ động mạch tử cung, hoặc là đớp lơ động mạch chúng, hoặc là đớp lơ động mạch não giữa. Thì các chị biết rồi, cái đớp lơ động mạch tử cung và đớp lơ động mạch chúng là nó đánh giá được cái chức năng bánh nhau, trao đổi cho nó có thiếu hay không, bình lý cái bánh nhau có thể xảy ra, nó làm cho cái thai nó bị suy dưỡng. Còn cái đớp lơ não giữa là cái đớp lơ đánh giá tình trạng thiếu oxy của thai nhi. Ngoài ba cái đớp lơ này, và để cái tiên lượng nữa, người ta còn đánh giá thêm một cái nữa là cái đớp lơ của tĩnh mạch, ống tĩnh mạch. Cái tiên lượng thì cái phần này là các anh chị đã học thầy Trọng rồi, và thầy Trọng cái bài thầy Trọng rất là kỹ, tôi đã đọc cái bài đó rồi, đọc rất là kỹ.
Rồi cái đốt đôi động mạch tử cung, người ta nó không đánh giá trực tiếp về sức khỏe của thai, nhưng mà nó biểu, nó đánh giá được cái chức năng suy, chức năng đánh giá. Và nếu như nó bất thường thì cái tăng kháng trở, và đây là cũng không phải là một cái quyết định để xử lý tâm trạng để chấm dứt thai kỳ chưa nha, và nó kết hợp với nhiều yếu tố. Bây giờ cái hình ảnh cái này các anh chị người ta thấy là cái lớp lơ của động mạch tử cung hôm qua, thấy là đây là cái gì các anh chị, S tức là tâm thu nha, đỉnh tâm thu, và cái này là gì, cuối tâm trương là cái D nha. Và trong cái những cái chỉ số người ta sử dụng, người ta sẽ sử dụng S trên D hoặc RI hoặc là P, ba cái chỉ số đó. Thì cái này tôi chỉ nhắc sơ lại cho anh chị, đây là cái động mạch tử cung của quý thai, thì các anh chị nhìn thấy nè, cái này cái phổi bình thường nha. Và bên đây là cái phổi này, bên trái là cái chị có những cái điểm khuyết nè, nó gọi là phổi không bình thường, bên đây không có nha, có khuyết tâm trương. Cái này thứ nhất các anh chị muốn biết cái Doppler này, các anh chị phải biết trình cái dạng bình thường của nó, nó có những cái đỉnh, đỉnh S, đỉnh của D, và mình biết cái cách đo của mỗi cái. Bây giờ chúng ta bây giờ lớp đây động mạch rốn, động mạch rốn là cái cầu nối giữa cái bánh nhau và cái thai, cái gì thấy không, cái bánh nhau rồi nó qua rốn, bánh nhau thì tiếp xúc trực tiếp với đại tử cung, thì máu từ bên tử cung nó sẽ qua bánh nhau rồi nó qua cái động mạch rốn rồi nó mới đến thai nhi ha, cái cầu nối. Bây giờ thường thường người ta sử dụng cái động mạch rốn thường quy cho các thai kỳ có nguy cơ thấp, tức là mình thấy có nguy cơ nhưng mà chưa đến nỗi gì lắm, người ta sẽ sử dụng đốt đơn động mạch rốn. Và sau 36 tuần thì đốt đơn động mạch rốn không còn giá trị để đánh giá cái tuần hoàn của nhau thai, đốt đơn động mạch rốn để đánh giá tuần hoàn của nhau thai nha. Còn đốt đơn hồi nãy, đốt đơn động mạch rốn và đốt đơn tử cung, đốt đơn động mạch tử cung là để đánh giá cái chức năng của bánh nhau có suy thai hay không. Còn cái đốt lơ của động mạch não giữa là đánh giá tình trạng suy oxy, giảm thiếu oxy của thai nhi nha. Suy thai do thiếu oxy. Bây giờ nếu tăng kháng trở của động mạch rốn thì đến hơn 60% là cái hệ mạch máu bánh nhau bị suy giảm. Còn nếu như nó mất hoặc là nó đảo ngược cái sóng tâm trương thì thai bị thiếu oxy và đo máu nha. Cái này các anh chị phải nhớ, mỗi cái đốt lơ đó ở một cái động mạch thì nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Rồi đây là đốt lơ động mạch rốn, các anh chị thấy nè, đây là đốt lơ động mạch rốn bình thường, là các anh chị thấy cái sóng cái tâm trương này nó rất là cao, gần tới ngày rất là cao. Đây là sóng của cái tâm thu. Và thường thường thì sao, người ta đo cái động mạch rốn đốt lơ người ta đo chỗ nào, người ta đo cái điểm mà cách chân rốn nó khoảng chừng 2 cm, chứ người ta không đo cái động mạch rốn tự do nha. Thì như vậy nó tốt. Bây giờ có một cái biểu đồ cái tôi thấy trong bài của thầy Trọng, tôi lấy trong bài thầy Trọng ra nè, người ta thấy là cái dạng bình thường của 16 tuần, dạng bình thường của 20 tuần, dạng bình thường của 28 tuần, 32 tuần, 36 tuần và 40 tuần. Các chị nhìn thấy nó khác không? Các chị nhìn thấy không? Cái sóng tâm trương của những cái thai khi mà thai còn nhỏ này chưa có, cái sau 20 tuần nó bắt đầu có chút xíu, thì cái sóng tâm trương này càng tới giai đoạn trưởng thành thì nó càng tăng, nó cao lên, thấy không? Cao lên. Thì đây nó gọi là bình thường. Còn cái còn như nếu các anh chị thấy 24 tuần nó bắt đầu có chút, nhưng mà đây 28 tuần thì nó dậy hơn chút, nó cao hơn chút. Thì như vậy đây là cái bình thường. Và cái người ta lấy cái giá trị là đến 34 tuần thì cái STD nó nhỏ hơn ba. Rồi bây giờ trong những trường hợp thai chậm tăng trưởng nặng thì các anh chị thấy nè, mất sóng tâm trương, không thấy, mất sóng tâm trương,
còn sống tâm tu thì nó cao thì nó sợ mà nó không có, thế là nó sống tâm trường bao nhiêu cái này bằng bằng không thấy gì hết, còn zero đó. Còn hoặc là nó thấy, hoặc là có những cái sống tâm trường nó đảo ngược thì mất sống tâm trường, hoặc là sống tâm trường đảo ngược là hai những tình trạng rất nặng cho thai nhi nha. Ngoài ra người ta làm, người ta đánh giá thêm động mạch não giữa, thì động mạch não giữa sẽ đánh giá tình trạng thiếu oxy của thai. Bây giờ là thiếu oxy là nó nặng rồi đó. Và cái động mạch não giữa là cái nhánh chính chạy phía trước cái dòng của cái vòng đa giác. Và khi thiếu oxy thì thai đáp ứng bằng cơ chế tái thông mô bố tuần hoàn để tăng lượng máu đến não, tim và tuyến thượng thận, và giảm lượng máu đến thận. Thì giảm lượng máu đến thận thì nó sẽ đến tình trạng thiếu ối. Còn, rồi bây giờ cái này để cắt lấy ha, các chị cắt cái đường, đường mặt cắt của cái đo cái đường tuyến lượng đỉnh, thấy cái đường giữa, thấy thấy được cái gốc rất trong suốt, thấy được cái phần mà não thấp, thì bây giờ nó nằm bên cạnh thì các chị đa giác, thấy không? Cái mắt này là rất là hay, chứ thường thường cái này khó bắt được cái đa giác này, nó chỉ thấy được một nhánh đi lên, thì ở đây thì nó làm cái động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch não sau, thì trong này thì thường thường ta bắt động mạch não giữa ở chỗ này. Thì các anh chị nhìn thấy nè, cái động mạch não mà ở quý 1 thì nó chưa có cái sóng tâm trương, nhưng mà quý 2, quý 3 thì nó bắt đầu cái sóng tâm trương ha. Ống tĩnh mạch, cái ống tĩnh mạch là cái mạch máu rất nhỏ là nối giữa cái đoạn tĩnh mạch rốn trong gan và tĩnh mạch chủ dưới. Đây là cái nguồn cung cấp oxy quan trọng cho não và tim, và khi thiếu oxy nghiêm trọng thì cái phân bố máu từ cái tĩnh mạch rốn và động mạch nó sẽ tăng lên, và nó sẽ làm tăng dung lượng tim, và nó có giá trị tiên đoán tình trạng toan qua máu thay vì rất tốt. Và cái sóng của cái ống tĩnh mạch thì nó là ba pha, thì các chị nhìn thấy nè, nó có sóng S, sóng D và sóng A. Và bình thường cái phổ bình thường cái sóng A này nó phải lớn hơn zero, tức là nó không được nằm ở phía dưới cái đường này. Hay à? Và đây là những cái mà các chị thấy là đây là người ta nói là đây là những cái bắt đầu nó có những cái biểu hiện. Đây là sóng này, là cái sóng này là sóng bình thường, còn cái sóng này là sóng mất sóng tâm trương, còn sóng này là sóng tâm trương bị đảo ngược. Hai trường hợp này là hai trường hợp rất nặng cho thai nhi, nó rất nặng cho thai nhi thì cho tình trạng thiếu oxy. Và cái tiên lượng nó nhiều khi nó sẽ biết được cái thai này trong khoảng thời gian bao lâu nó sẽ mất tiên thai. Chính vì vậy cái đốc đơ đó nó quyết định cái chuyện mình nên chấm dứt thai kỳ ở thời điểm nào cho nó phù hợp. Không phải lấy em bé ra quá lâu tháng, nhưng mà không phải để lấy em bé ra nó quá muộn, nó suy rồi nó chết, lấy ra nó còn chết. Thành ra cho nên thai trạng tăng trưởng là một cái tăng trưởng tuôn lộ vấn đề quan trọng trong sản khoa, cần theo dõi sự phát triển của thai để phát hiện sớm tình trạng thai bất thường có thể gây những biến chứng nghiêm trọng như suy thai, thai chết trong tử cung, hoặc là thai chết chu sinh, sơ sinh, hoặc là các di chứng cũng chậm phát triển tinh thần như sao. Cho nên chính vì vậy mà cái này để mình biết được cái này để mà mình có cái hướng xử trí đúng lúc để lấy thai ra. Bài trên là hết các chị.